Chào các con, cô trò chúng ta lại tiếp tục bước sang bài 13. Mời các con dở sách giáo khoa trang số 56. Chúng ta bước vào bài học Lesson 1. Look, listen and repeat. Nhìn, nghe và lặp lại. Trong bài số 13, chúng ta lại được làm quen với một âm tiếp theo trong bảng chữ cái ABC trong tiếng Anh. Đó chính là âm M. M. Đây là âm hai môi. Khi các con phát âm, hai môi sẽ chạm vào nhau. M, M. Và chúng ta phát âm thành M, M. Và âm M chúng ta sẽ bắt gặp trong hai từ mà hôm nay chúng ta học. Đó là từ mum, mum, mẹ. Và từ mouth, mouth, miệng. Mời các con nghe băng. Track 74. Look, listen and repeat. M. M. Mum. Mouth. Các con hãy về nhà học thuộc từ mới và biết cách viết hai từ này nhé. Chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo. Let's chant. Track 75. Let's chant. Ma, ma, ma. Can you hear? Ma, ma, ma. As in mouth. Ma is the sound of M. Chúng ta cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, Lesson 2. Listen and repeat. Nghe và lặp lại. Trong bài này, chúng ta thấy xuất hiện có 3 bức tranh. Và bức tranh đầu tiên, chúng ta được học một cấu trúc hoàn toàn mới luôn. Đó chính là cấu trúc, đó là ai? Who là ai? That, đó là ai? Chúng ta cùng hình thành câu hỏi này nhé. Who is that? Mời các con đọc lại. Who is that? Đó là ai? Trong bức tranh số 2, chúng ta sẽ được ôn lại cấu trúc I see. Tôi nhìn thấy. Và bạn Tommy nhìn thấy qua khe cửa. Đó là một cái miệng. Và bạn nói rằng I see a mouth. Mời các con đọc lại. I see a mouth. Trong bức tranh số 3, chúng ta lại được học cấu trúc It is. Đó là à, it is my mom. À, đó là mẹ của tôi. Mời các con nghe băng. Track 76. Listen and repeat. Who is that? I see a mouth. Ah, it is my mum. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần tiếp theo. Look, complete and say. Nhìn, hoàn thành và nói. Trong bài này, yêu cầu chúng ta phải thuộc được từ mới. Các con nhìn thấy bức tranh có chiếc miệng đúng không? Mà miệng thì chúng ta học rồi. Đó chính là mouth. Mouth. I see a mouth. Vậy còn thiếu ở đây là những âm gì? À, chúng ta sẽ điền tiếp vào đây nhé. Chúng ta sẽ chuyển sang bức tranh số 2. Chúng ta nhìn thấy gì nào? À, là đó chính là mẹ. It is my mom. Nó là mẹ của tôi. Đó là mẹ của tôi.
và mẹ chúng ta đã học rồi, đó là mom. Vậy chúng ta sẽ điền những âm còn thiếu vào đây nhé. Chúng ta cùng chuyển sang bài tiếp theo. Trong lesson 3, trang số 58, các con sẽ biết cách viết âm M trong tiếng Anh như thế nào. Các con hãy viết theo nhé. Còn giờ, chúng ta hãy chuyển sang phần tiếp. Look and say, nhìn và nói. Trong bài này, chúng ta sẽ luyện lại cấu trúc It is my, đó là cái gì đó của tôi. My là của tôi. Và bức tranh đầu tiên, chúng ta nhìn thấy một quyển sách, book. Bức tranh thứ hai, chúng ta nhìn thấy một cái bút, pen. Bức tranh thứ ba, chúng ta nhìn thấy một cái miệng, mouth. Vậy chúng ta cùng hình thành câu và nói nhé. Đó là quyển sách của tôi. Chúng ta cùng nói nào. It is my book. Đó là cái bút của tôi. It is my pen. Đó là cái miệng của tôi. It is my mouth. Very good, các con làm rất tốt. Chúng ta cùng chuyển sang phần thứ tư, lesson 4. Listen and repeat. Nghe và lặp lại. Trong bài này, các con được làm quen với hai từ mới nữa về các thành viên trong gia đình của chúng ta đấy. Mẹ, chúng ta đã được học rồi, mom. Và bây giờ chúng ta sẽ được học bố là gì? Bố chính là dad. Dad. Em gái hoặc chị gái, chúng ta có từ sister. Sister. Mời các con nghe băng nhé. Track 77. Listen and repeat. Dad. Sister. Các con hãy học thuộc những từ mới về các thành viên trong gia đình để chúng ta có thể nói, vận dụng, nói được nhiều hơn các con nhé. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Ask and answer. Hỏi và trả lời. Trong bài này, chúng ta sẽ ôn lại cấu trúc Who is that? Đó là ai? Và bạn Hà Linh cầm bức tranh và nói It is my dad. Đó là bố của tôi. Bây giờ vận dụng vào cấu trúc Who is that? Và câu trả lời It is my. Cô sẽ chỉ lên bức tranh phía trên và cô sẽ hỏi. Các con sẽ là người trả lời nhé. Đầu tiên, cô muốn chỉ vào một bạn nhỏ này và cô sẽ hỏi Who is that? Mời các con trả lời. Các con hãy sử dụng cấu trúc It is my. Nào, các con bắt đầu. Very good. Câu trả lời sẽ là It is my sister. Cô lại chỉ lên người mẹ và cô hỏi Who is that? Mời các con trả lời. Các con sử dụng cấu trúc It is my. Đúng rồi. It is my mom. Very good. Các con làm rất tốt. Bây giờ các con hãy là người hỏi và cô sẽ là người trả lời nào. Các con hãy hỏi đó là ai. Các con chỉ vào người mẹ và hỏi đó là ai nào. Mời các con bắt đầu. Cô sẽ trả lời It is my mom. Mời các con chỉ vào hình ảnh người bố và hỏi đó là ai nào. Mời các con. Cô sẽ trả lời It is my dad. Các con cùng hỏi đó là ai.
Mời các con bắt đầu hỏi nào. Rất tốt, cô trả lời. It is my sister. Very good. Trong bài này, để sử dụng được cấu trúc một cách nhuần nhuyễn và thông thạo hơn, các con hãy sử dụng và hãy làm một cuộc hội thoại với bố mẹ, anh chị hay bạn bè của mình nhé. Chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ 3, draw and say, vẽ và nói. Các con sẽ vẽ hình ảnh người bố hay người mẹ hay người chị hay người em của mình vào đây, và sau đó chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc who is that và câu trả lời it is my. Các con sẽ về nhà và thực hành bài tập này nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chúng ta cùng ôn lại một số từ mới và cấu trúc ngày hôm nay chúng ta học nào. Hôm nay chúng ta học được chiếc miệng là mouth, mouth. Và chúng ta học được từ mới một số thành viên trong gia đình. Mẹ là gì? Mum. Bố, dad. Em gái hoặc chị gái, sister. Rất tốt. Và chúng ta học được cấu trúc đó là ai, sử dụng từ câu hỏi who, ai. That, đó là, đó là ai. Who is that? Câu trả lời chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc it is my, đó là bố của tôi hay mẹ của tôi hay em gái của tôi, vân vân. Ngoài ra, cấu trúc it is my còn được sử dụng để nói sở hữu về một vật gì đó. Ví dụ, đó là quyển sách của tôi. My là của tôi các con nhé. Đó là quyển sách của tôi. It is my book. Đó là cái bút của tôi. It is my pen. Bài học của hôm nay của chúng ta rất là thú vị đúng không các con? Chúng ta học được những từ mới về gia đình và học được cấu trúc nó cái gì đó là của mình, và học được cả cấu trúc hỏi nó là ai nữa cơ. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong những video tiếp theo. Hãy like và chia sẻ cô và comment để ủng hộ kênh các con nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye.